Đúng như kỳ vọng, ngày thi đấu thứ hai của giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 EAM 30 đã diễn ra với tốc độ cao và đầy hấp dẫn trên đề mục bắn tiêu diệt mục tiêu bia kim loại dưới thể thức loại trực tiếp. Một trong những điểm khác lạ của bài thi này đến từ sự phối hợp giữa các xạ thủ không cùng quốc gia với nhau. Chính điều này đã tạo nên một ngày thi đấu đặc biệt và đầy cuốn hút. Với phần thi bắn đồng đội bài 2 thì các nội dung súng trường, súng ngắn nam, súng ngắn nữ và súng cabin, mỗi loại súng có 10 xạ thủ hỗn hợp, căn cứ vào kết quả bốc thăm chia thành 2 đội, mỗi đội 5 xạ thủ. Tất cả các vòng thi đấu được tính theo thể thức loại trực tiếp. Đội nào tiêu diệt mục tiêu bia kim loại với thời gian nhanh nhất sẽ được thi đấu vòng sau. Riêng súng máy thì tổ chức thành 4 đội, mỗi đội 5 khẩu đội và thi đấu cũng theo thể thức loại trực tiếp. Kết quả bốc thăm, đoàn xạ thủ Việt Nam cùng đội với đoàn xạ thủ Philippines, Myanmar, Indonesia và Lào. Cụ thể hơn, phần thi bắn đồng đội bài 2 là sự liên quân của đoàn xạ thủ các quốc gia. Từ vị trí xuất phát theo khẩu lệnh của trọng tài, các xạ thủ phải cơ động thật nhanh đến vị trí bắn và tiêu diệt hết các mục tiêu là bia kim loại. Đội nào tiêu diệt hết bia kim loại trước thì đội đó thắng cuộc và tiến vào vòng tiếp theo. Nó đòi hỏi phải nhanh và chính xác về thể lực. Nhưng bên cạnh đó thì là sự đoàn kết giữa các nước với nhau thì là cần đòi hỏi là sự yểm trợ cho nhau. Tức là ví dụ bạn bắn không được cái đĩa đấy thì tôi phải yểm trợ sang cho bạn để cùng nhau chiến thắng một cái bài đấy. Không những Việt Nam mà các nước cùng nhau vượt qua, cùng nhau thể hiện, cùng nhau đoàn kết để đạt được một cái thành tích, một cái liên kết giữa các nước với nhau. Không chỉ là nơi tranh tài của các xạ thủ trong lực lượng vũ trang các nước ASEAN, EAM còn là nơi để các xạ thủ lục quân các nước tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, học tập lẫn nhau. Hình ảnh những xạ thủ không cùng màu quân phục cùng nhau ăn mừng, cùng nhau phối hợp trên tuyến bắn và động viên nhau sau mỗi bài bắn căng thẳng như minh chứng khẳng định cho thông điệp, ý nghĩa của giải đấu mang lại. Vì một tinh thần chung của EAM, hội tụ, đua tài, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tham gia thi đấu tại EAM lần này, tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và nhiều kiến thức từ mọi người. Tôi cũng có thêm nhiều bạn bè mới đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Chúng tôi thường trò chuyện trên thao trường trước khi thi đấu để hiểu nhau hơn. Thêm nữa, tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Việt Nam, cơ sở vật chất rất tốt, thao trường đảm bảo. Tôi cho rằng EAM thực sự mang lại lợi ích không chỉ riêng cho quân đội Campuchia mà còn quân đội các nước khác trong ASEAN. Đây thực sự là cơ hội để các vận động viên các nước được giao lưu, cọ sát, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân đội các nước trong khu vực, góp phần xây dựng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và phát triển. Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, ban tổ chức đã trao các huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội giành giải nhất, nhì, ba. Trao cúp cho đội trưởng các đội đoạt giải nhất ở các nội dung súng trường, súng cabin, súng máy, súng ngắn nam, súng ngắn nữ. Trao giải cúp vàng, bạc, đồng cho các quốc gia đạt thành tích tốt nhất toàn đoàn. Đoàn xạ thủ Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn, tiếp đó đứng thứ hai là Indonesia và đứng thứ ba là Philippines.